Superman của Henry Cavill không mặc quần đỏ ở ngoài. Thay đổi vậy nhìn đẹp và đỡ dị hơn. Nice. Tại sao các Superman trên màn ảnh đều mặc chiếc quần đỏ biểu tượng từ nguyên tắc truyện tranh, còn phiên bản của Henry Cavill trong Man of Steel lại không? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đó là đột phá hay đơn giản là sau bao nhiêu năm siêu nhân đã biết mặc quần vào trong? Còn ghê chưa? Ghê chưa? Man of Steel là bộ phim solo của Superman. Phiên bản Superman của Henry Cavill gây bất ngờ khi khoác bộ trang phục khác biệt với các siêu nhân trên màn ảnh trước đó. Anh mặc bộ giáp xanh sẫm màu hơn thường thấy cùng áo choàng đỏ, đặc biệt nhất là chiếc quần đỏ mang tính biểu tượng hoàn toàn bị lược bỏ. Ban đầu, đạo diễn Zack Snyder muốn đưa chiếc quần đỏ đặc trưng của Superman vào bộ đồ của Henry Cavill, nhưng sau đó ông đã đổi ý vì được truyền cảm hứng từ trang phục của Superman trong truyện tranh New 52. Xem xét kỹ lưỡng, Zack thấy lược đi chiếc quần đỏ trông sẽ ổn và phù hợp với DCEU hơn. Thế là Superman trong Man of Steel trở thành phiên bản tiên phong trong việc xóa bỏ hình ảnh siêu nhân quen thuộc trên màn ảnh. Bên cạnh đó, có thể Zack Snyder cũng tham khảo tư tưởng này từ bộ 3 phim The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan. Và rõ ràng Batman trong loạt phim này cũng không mặc quần đen bên ngoài như nguyên bản. Điều này cũng dễ hiểu khi chính Christopher Nolan là nhà sản xuất của Man of Steel. Rõ ràng phiên bản Superman không mặc quần đỏ của Henry Cavill trong Man of Steel trông hợp thời hơn. Nó cũng phù hợp với vóc dáng của anh. Có một số hình ảnh fan ghép Superman của Henry mặc bộ trang phục truyền thống và quả thật là không hợp. Nhìn cứ buồn cười kiểu gì ấy. Chiếc quần đỏ thương hiệu mặc bên ngoài đã là một phần trong trang phục của Superman từ lần đầu ra mắt trong truyện tranh vào năm 1938. Trang phục truyền thống của Superman với màu sắc tươi sáng, áo choàng và quần đùi mặc bên ngoài được lấy ý tưởng từ các diễn viên siếc. Vào những năm 1930, những người biểu diễn siếc thường là biểu tượng cho sức mạnh thể chất. Vì vậy trang phục của Superman mới được khắc họa như thế để tôn vinh năng lực mạnh mẽ của anh. Biên tập viên nổi tiếng của hãng DC, ông Julius Schwarzer cũng từng chia sẻ về vấn đề này. Đính chính một chút là Superman không phải mặc quần trong đâu. Đó là một cái quần đùi ngắn ôm chặt vào bắp đùi, giúp các cử động được linh hoạt và thoải mái hơn. Đó là những sự thật thú vị về việc lược đi chiếc quần đùi của Superman. Bạn thích bộ đồ của Superman nguyên mẫu hay cải tiến? Hãy chia sẻ ý kiến cho bản tin phim biết ở phần bình luận nhé. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì Thư Viện Phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.